Chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng nha khoa Dr. Vương tìm hiểu về một phương pháp phục hồi răng được cho là tốt nhất hiện nay, cây ghép implant. Và đây là bác sĩ Đỗ Anh Lâm, bác sĩ chuyên implant tại nha khoa Dr. Vương sẽ cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Chào Đương, chào tất cả các bạn, mình là Lâm và rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và sau đây xin mời tất cả mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phương pháp cây ghép implant này nhé. Thưa bác sĩ, mọi người thường nhắc tới trồng răng implant, vậy bác sĩ có thể cho mọi người được biết trồng răng implant là gì được không ạ? Về cái răng implant á, nó sẽ cấu tạo gồm có 3 phần. Cái phần chân răng nó sẽ nằm trong xương. Cái phần răng sứ nó nằm trên miệng, nó phục hồi lại cái chức năng và thẩm mỹ cho cái hàm răng của mình. Thì giữa cái phần implant và cái răng sứ ở trên thì nó sẽ được kết nối với nhau bằng một cái abutment. Vậy bác sĩ có thể giải thích thêm cho mọi người được biết răng sứ được gắn trên implant như thế nào được không ạ? Thì cái răng sứ được gắn trên implant á, thì người ta sẽ có hai cách để mình gắn được trên implant. Cái thứ nhất thì người ta sẽ gắn bằng cái xi măng. Cái thứ hai người ta gắn bằng vít. Thì cái xi măng là một cái chất keo, người ta sẽ gắn kết nối với cái răng sứ và cái abutment. Thì cái này thì nó sẽ bù đắp được những cái phần hở giữa cái abutment và cái răng sứ. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì mình sẽ không có sửa chữa được. Mỗi lần mình sửa chữa thì mình sẽ phải làm lại cái răng sứ đó. Cái thứ hai thì mình gắn bằng vít á, thì cái này thì nó sẽ dễ dàng sửa chữa hơn. Khi mà mình bể sứ hoặc là mình lòng suốt lòng cái gì đó thì mình có thể tháo ra, mình làm lại cái răng sứ đó, sau đó mình gắn trở lại. Nó sẽ dễ dàng hơn so với việc mình gắn bằng xi măng. Dạ, thưa bác sĩ, khi nào chúng ta có thể thực hiện cái ghép implant ạ? Khi mà chúng ta mất răng hoặc là những cái răng của mình đã sâu, nó đã hư rất là trầm trọng rồi và không thể nào mà phục hồi lại được nữa, thì những cái răng này mình sẽ bỏ đi và mình sẽ có thể thay thế bằng những cái implant để phục hồi lại cái chức năng cho hàm răng. Dạ. Vậy thì có phải là ai cũng có thể cấy ghép implant đúng không bác sĩ? Thì hầu hết bây giờ thì mọi người đều có thể cấy ghép được implant, nhưng đầu tiên thì mình cũng có một số cái chuẩn bị trước. Cái thứ nhất, trước khi mình cấy cái implant á, thì mình sẽ cần có một cái kế hoạch cụ thể và đã được bác sĩ chuyên về implant tư vấn và giải thích kỹ càng cho mình. Cái thứ hai là trước khi mình cấy implant thì mình cần phải có chuẩn bị về sức khỏe nữa. Thì sức khỏe tốt thì mình sẽ cấy được implant thôi. Dạ, cảm ơn những thông tin của bác sĩ ạ. Quy trình cấy ghép implant phải được thực hiện đúng theo các bước sau. Bước thứ nhất, khám lâm sàng để phân tích tình trạng răng miệng. Bác sĩ cấy ghép implant phải là bác sĩ có chứng chỉ cấy ghép được Sở Y tế công nhận. Bước 2, chụp CT 3D để phân tích xương, đảm bảo implant chính xác. Bước 3, chụp hình trong ngoài mặt để phân tích thẩm mỹ nụ cười, xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe toàn thân. Bước 4, mô phỏng 3D trên phần mềm vi tính chuyên sâu. Bước 5, tiến hành phẫu thuật implant trong phòng tiểu phẫu riêng biệt, dụng cụ được vô khuẩn 100%. Bước 6, lấy dấu mộ hàm và phục hình răng sứ bằng máy cắt 3D. Dạ, với những yêu cầu khắt khe như vậy thì việc cấm ghép implant có cần nhiều thời gian để thực hiện không thưa bác sĩ? Thì sau khi chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ về cái kế hoạch này và về cái sức khỏe, thì cái việc cấy ghép implant thì nó sẽ không có tốn nhiều thời gian của mình. Thông thường thì nó sẽ tốn khoảng 10 phút cho một cái trụ implant. Tuy nhiên thì có thể nó sẽ kéo dài hơn một chút nếu như chúng ta cần thêm những cái biện pháp hỗ trợ để tăng cái tỷ lệ thành công của implant, ví dụ như ghép xương hay là nâng xoang. Có một số người cho rằng là việc cấm ghép implant sẽ rất đau và điều này làm họ sợ và không dám quyết định việc cấm ghép. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về điều này được không ạ? Cái thứ nhất là trong cái quá trình mình trước khi mình cấy ghép á, thì mình sẽ được gây tê tại vùng mình cấy ghép. Hoặc với những cái trường hợp mà phẫu thuật nó phức tạp hơn thì mình sẽ được thực hiện tiền mê hoặc là gây mê. Thì khi đó thì cái cảm giác đau của mình nó sẽ biến mất và mình có thể cấy ghép được bình thường và không có cảm giác đau. Cái thứ hai là sau khi mình cấy ghép xong thì thông thường á, bác sĩ sẽ cho mình cái toa thuốc về và mình chỉ cần uống đúng liều, đúng giờ và vệ sinh kỹ phần cái vùng cấy ghép để không bị nhiễm trùng thì nó sẽ tránh được cái việc mình bị đau. Dạ, vậy có một số khách hàng đã cho rằng là họ đã đau khi mà cấm ghép implant, thì bác sĩ có thể giải thích thêm nguyên nhân là do đâu không ạ? Thì cái việc mà nó đau trong cái quá trình mình cấy ghép á, thì có thể do cái thứ nhất là gây tê nó sai cách,
hoặc là có thể do những cái nhánh của dây thần kinh khác nó đi đến. Những cái này thì mình có thể gây tê lại hoặc là gây tê thêm, nó sẽ đảm bảo cái hiệu quả cho mình. Cái trường hợp thứ hai, nếu nó đau sau khi mình cấy ghép á, thì thường là do mình vệ sinh nó không có đúng cách, dẫn đến cái vùng mình cấy ghép nó bị viêm, bị nhiễm trùng và dẫn đến bị đau. Hoặc là mình uống thuốc nó không có đúng liều và không có đúng giờ. Nhưng mà khi gặp được, thứ nhất là trước mắt là mấy cô phục vụ đây rất là tử tế. Rồi sau đó bắt tay vào làm việc thì bác sĩ, hai ba bác sĩ trong này người nào cũng tử tế được trơn. Thậm chí đến nỗi đương nhiên thì làm là phải sợ, chứ tôi sợ thì bác sĩ cứ động viên là không sao. Mấy cô mà điều dưỡng á, cũng tội nghiệp lắm. Mấy cô năm sau vậy yên tâm, cũng dỗ dỗ, như cô nội tôi thành ra rất là an tâm. Tôi nghĩ vậy, nếu mà những người nào có điều kiện, có nhu cầu thì theo tôi thấy nên đến đây thì có đúng. Không, cũng có. Tại những cái lúc mà làm ở chỗ nào mà gần đến việc nào mà đa bác sĩ nó có này hay đa như cô báo trước cho tôi biết vậy. Thì tôi cứ sợ mà tôi cũng ráng, tôi cố gắng này kia nọ, rồi cái cô điều dưỡng cô đừng làm vậy, cô làm sao mày cũng biết tay với kinh lắm, tội nghiệp lắm. Nó làm an tâm lắm, không có sợ. Có cái khó mà không phải xét nghiệm máu một lần đâu, mà chỉ đi thêm 2-3 lần vậy đó. Rồi cái mỗi ngày mỗi đâu cái táp vậy kia, rồi nó nói là tôi về đây tôi đi xe tôi sợ lắm. Rồi chọn taxi mà tôi cũng rung, tôi thấy xe đông tôi sợ, tôi truyền nhiều cái vô cái đầu huyết áp hơi cao. Cái chừng nửa tiếng đồng hồ đông trở lại, nó lại của mình là cứ nghĩ là người ta theo dõi ba huyết áp mình ta để ý đến sức khỏe mình vậy đó. Tôi thấy làm chỗ này an tâm lắm. Còn tôi nói chứ trước đây cũng khoảng chừng 2 triệu năm mà tôi có làm cũng 2 chỗ rồi, mà tôi thấy không có kỹ cái gì đâu. Có đo máu, không có tờ tiền thử, những mấy người lớn tuổi như tụi tôi hay bị tiểu đường đó mà không có quan tâm tới. Còn như đây bác sĩ kỹ lắm, ví dụ làm tới cái khâu nào, cái bước nào thì bác sĩ lo. Trước khi làm bác sĩ thậm chí đến nỗi hỏi tôi uống thuốc gì, tiểu đường uống thuốc gì, cái cao máu thuốc gì, thậm cái xương cũng vậy. Hỏi cho tôi thường bị đau nhất á, bác sĩ hỏi cái thuốc gì là còn cái tên thuốc ở đây cho bác sĩ theo dõi như thế nào. Tôi thấy là chỗ này mình đến đi làm rất là an tâm. Thưa bác sĩ, có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề chi phí làm implant vì nó khá cao so với các phương pháp khác. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ về sự chênh lệch này được không ạ? Cái chi phí implant nó sẽ cao hơn so với những phương pháp khác. Bởi vì cái thứ nhất, cái vật liệu mà chế tạo ra cái implant á, nó làm bằng titanium, là một cái chất liệu quý, nó tương hợp với cơ thể của con người. Cái thứ hai là về bác sĩ mà chuyên về implant thì người ta sẽ được đào tạo rất là bài bản, chuyên nghiệp và thường xuyên được cập nhật về cái kiến thức về cái implant. Cái thứ ba, cái implant thì nó sẽ được chế tác bởi cái công nghệ cách đẹp, là một công nghệ tiên tiến, nó sẽ giảm thiểu được những cái sai số, nó đưa về cái sai số tối thiểu. Cái thứ tư là về cái labo chuyên chế tác về cái răng sứ trên implant, nó là phải cái labo chuyên biệt và có những cái kỹ thuật viên chuyên về làm về cái răng sứ này, và nó đòi hỏi cái sự hợp tác rất tốt giữa cái bác sĩ và cái người kỹ thuật viên này. Thì nó mới có thể tạo được cái implant nó hoàn hảo cho bệnh nhân. Vậy thì theo em được biết thì có một số người ở nước ngoài thường về Việt Nam để cấy ghép implant, thì bác sĩ có thể giải thích rõ là nguyên nhân vì sao được không ạ? Có phải là ở Việt Nam cấy ghép tốt hơn ở nước ngoài không ạ? Ở Việt Nam á, thì cái việc mình cấy ghép implant á, thì nó sẽ tốn vào khoảng 1.000 đô trong một cái chuỗi implant. Nhưng với bên nước ngoài thì người ta có thể tốn kém đến khoảng 4 hoặc 5.000 đô trong một cái chuỗi implant này.
Mức chi phí cấy ghép implant khá cao so với những phương pháp khác, đó cũng là nỗi lo lắng của nhiều khách hàng khi lựa chọn phương pháp này. Tại Dr. Vương, khi cấy ghép implant bạn có thể thanh toán chi phí theo kế hoạch điều trị hoặc có thể chọn trả góp 0%. Và nhà khoa Dr. Vương là một trong những nha khoa đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trả góp cho dịch vụ cấy ghép implant. Dạ, với việc thực hiện implant và mức chi phí cao như vậy thì không biết là lợi ích mà implant mang lại là những gì ạ? Thì để mình rõ về cái lợi ích mà cái implant nó mang lại cho mình á, thì mình sẽ so sánh với một cái phương pháp phục hồi răng cổ điển, đó là cái cầu răng. Thì như chúng ta thấy, cái implant đó là một cái bản sao của cái răng thật của mình. Còn cái cầu răng thì mình sẽ thấy khi mình thực hiện cái cầu răng thì mình sẽ mài hai cái răng thật của mình ở hai bên. Còn đối với cái implant thì mình sẽ không cần thiết mình phải mài cái răng đó. Cái thứ hai, cái thời gian mình sử dụng implant á, thì cái thời gian nó rất là dài, nó có thể tới khoảng 15 năm, có thể hơn nữa, có thể kéo dài tới cả đời của bệnh nhân cũng được. Còn về cái cầu răng á, thì cái hiệu quả sử dụng nó sẽ kém hơn so với cái implant. Thì cái nguyên nhân mà nó sử dụng kém hơn á, thì do cái vấn đề vệ sinh răng miệng. Thì do cái cầu răng á, nó được làm bằng ba cái răng, nó dính với nhau, nên những cái phần đó người ta sẽ khó vệ sinh hơn ở những cái nhịp cầu. Còn cái implant là những cái răng nó đã được tách biệt, nó rời nhau, mình sẽ dễ dàng mình vệ sinh hơn. Về cái thứ ba, đó là cái implant á, nó có thể thực hiện cái chức năng nó tương đương với một cái răng thật như bình thường. Dạ, đối với những người mà bị tai nạn bất ngờ hoặc là mới nhổ răng thì có thể cắm ghép implant ngay lúc đó được không thưa bác sĩ? Tất nhiên là trường hợp này mình vẫn có thể cắm được implant ngay tức thì. Không phải là chỉ những người bị chấn thương, những người mới nhổ răng không, mà những người mà có những cái phần thân răng mình không thể nào tái tạo lại được nữa, bị sâu quá lớn hoặc là bị bể quá lớn chẳng hạn, mình vẫn có thể mình nhổ, sau đó mình có thể cấy ghép tức thì được cái implant. Thì cái ghép tức thì á, nó sẽ mang lại cái giảm được cái thời gian điều trị cho bệnh nhân, rút ngắn thời gian mình có răng sứ hơn. Dạ, dạ vậy có trường hợp nào không thể cắm implant ngay tức thì được không thưa bác sĩ? Tất nhiên là sẽ có những cái trường hợp mà mình không thể nào mà cấy ghép ngay tức thì được. Ví dụ như những cái vùng mà mình mới nhổ răng xong á, đó là một vùng mà chân răng nó đang nhiễm trùng. Cái thứ hai là cái vùng mà mình nhổ răng đó nó thiếu hỏng xương quá nhiều mà mình cũng không thể nào mình cấy ghép được ngay. Cái thứ ba là cái tại cái vùng đó nó có một cái sang thương ở trên cái niêm mạc á, nó đang tiến triển đó, thì cái vùng đó mình cũng sẽ không có cấy ghép được ngay lập tức. Dạ thưa bác sĩ, có rất nhiều người thắc mắc về hiện tượng tiêu xương, thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Thì cái hiện tượng tiêu xương á, là cái sự tiêu về cái chiều cao này, về cái bề dày này, về cái bờ rộng, cũng như là về cái chất lượng của xương. Thì cái nguyên nhân là thường đo về cái vấn đề nhổ răng, mất răng, hoặc là những cái bệnh lý về nha chung. Vậy cái vấn đề tiêu xương này nó có ảnh hưởng đến cái việc cấy ghép implant không thưa bác sĩ? Thì như chúng ta đã biết, cái implant á, là cái mô phỏng của cái răng thật của mình. Thì cái răng thật á, thì cái chân răng của nó sẽ được bao bọc xung quanh là bởi cái xương hàm của mình. Thì cái implant nó mô phỏng thì nó sẽ cần có cái xương nó bao bọc xung quanh. Nếu trường hợp mà cái xương nó bị tiêu đi á, thì dẫn đến những cái nó hở những cái phần implant này ra, nó sẽ dẫn đến việc hư hại cái implant về sau. Vậy cái việc ghép xương này là như thế nào, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Cái ghép xương là một cái thủ thuật mình bù đắp lại cái phần xương nó bị thiếu hỏng để cho cái tăng về cái chiều cao, về cái chiều rộng và cái bề dày của xương. Dạ, vậy có bao nhiêu loại xương ghép thưa bác sĩ? Các loại xương ghép á, thì nó có một số loại như vậy. Cái xương ghép tự thân, có nghĩa là cái xương ghép này mình sẽ lấy tại cái thân của bệnh nhân luôn. Thì cái này nó tỷ lệ thành công khá là cao, rất là cao. Nhưng nó bù lại thì cái bệnh nhân sẽ phải chịu thêm một cái vết thương nữa. Cái thứ hai là cái xương ghép đồng loại, có nghĩa là cái xương của đồng loại con người mình á đã được xử lý và mình sẽ thực hiện cấy ghép trên cái vùng thiếu hỏng xương. Cái thứ ba là cái xương ghép dị loại, có nghĩa mình có thể thay thế bằng những cái loại xương của động vật khác. Cái thứ tư là cái xương ghép tổng hợp, nó có bốn loại như vậy. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Sau những chia sẻ của bác sĩ, chúng ta hẳn là sẽ hiểu rõ hơn về dịch vụ Implant. Implant là phương pháp tốt nhất để phục hồi răng mất, nhưng nó cũng cần thực hiện theo đúng những tiêu chuẩn cần thiết. Vì vậy, hãy chọn cho mình một nha khoa uy tín thực hiện cái ghép Implant để đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể để lại thông tin bên dưới hoặc gọi trực tiếp vào hotline 1900 2680 để được chuyên gia tư vấn cụ thể. Hy vọng đây là những kiến thức bổ ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn và hẹn gặp lại.